Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Techmag Việt Nam và đây là Techback. Trong số Techback này thì chúng ta sẽ nói về iPod, thiết bị đã thay đổi hoàn toàn nền công nghiệp âm nhạc. Như đã biết thì cách đây vài ngày, đúng rồi, chính xác là vài ngày thôi, thì Apple đã chính thức khai tử hai dòng máy nghe nhạc lâu đời nhất của mình là iPod Nano và iPod Shuffle. Thay vào đó thì công ty sẽ chỉ còn duy trì duy nhất một mẫu iPod, đó là iPod Touch, làm thiết bị chủ đạo chính cho mảng kinh doanh máy nghe nhạc chuyên dụng kể từ bây giờ. Đồng nghĩa với các dòng iPod truyền thống sử dụng bánh xe điều khiển click wheel sẽ chấm dứt sứ mệnh của mình trong gần 2 thập kỷ phục vụ. Đây rõ ràng là một quyết định mang tính bước ngoặt của công ty với một dòng sản phẩm chuyên dụng từng được yêu thích nhất của mình. Và do đó thì sẽ là một dịp thú vị để chúng ta cùng ôn lại một chút về lịch sử hình thành, phát triển và dần thoái trào của iPod, thiết bị đã thay đổi hoàn toàn nền công nghiệp âm nhạc, hay nói đúng hơn là thói quen nghe nhạc của người dùng cho đến ngày nay. Trước khi iPod xuất hiện thì thị trường âm nhạc tiêu dùng được thống trị bởi những chiếc máy nghe nhạc chạy đĩa Sony Walkman, máy cassette với đặc điểm chung là kích thước to bản, không thể đút vào túi mà thường là được dắt vào thắt lưng. Và hầu hết người dùng lại thích như vậy bởi nó chứng tỏ được sự sành điệu cũng như là độ chịu chơi, bởi các thiết bị này thường có giá không hề rẻ một chút nào. Bên cạnh đó thì thời điểm này những chiếc máy nghe nhạc số MP3 cũng đã xuất hiện, nhưng kích thước quá bất hợp lý và rất khó để sử dụng. Chính kiểu thiết kế đã xấu còn thích phô trương như vậy đã khiến cho Steve Jobs, người theo chủ nghĩa hoàn hảo một cách cực đoan, đã cảm thấy nóng mắt, nhất là khi ông thấy con gái Lisa của mình cũng đeo một cục Walkman như vậy. Vị CEO huyền thoại đã ngay lập tức thề với con gái mình rằng sẽ mang đến nhiều bài hát hơn trong một thiết kế nhỏ hơn, đẹp hơn vào túi của cô. Về cơ bản thì Steve Jobs đã tiên đoán được thị trường công nghệ tiêu dùng sẽ dần loại bỏ những phương tiện lưu trữ nhạc lỗi thời như là băng từ hay là đĩa CD, mà thay vào đó là định dạng nhạc số, giúp thiết bị có được kích thước nhỏ cùng khả năng lưu trữ linh động hơn, không phụ thuộc vào những phương tiện công nghệ kia. Đó chính là hướng đi đã định hình nên những chiếc máy nghe nhạc sau này của Apple: kích thước nhỏ hơn và khả năng lưu trữ lớn hơn, và một dịch vụ bán nội dung nhạc số độc quyền. Với sự trợ giúp của Johnny Ive, Steve Jobs cuối cùng đã thực hiện được lời hứa của mình sau hơn một năm. Vào cuối năm 2001 thì Apple giới thiệu chiếc máy nghe nhạc đầu tiên của mình mang tên là iPod. Thiết bị hội tụ đủ những gì mà Steve Jobs mong muốn. Đầu tiên đó là thiết kế đẹp, nhỏ hơn rất nhiều so với các máy MP3 chuyên dụng, nhưng nó lại vẫn có khả năng điều khiển rất trực quan nhờ bánh xe click wheel. Bên cạnh đó là dung lượng thuộc hàng khủng bố 5GB, cao hơn bất kỳ một thiết bị nghe nhạc di động nào vào thời điểm đó. Dung lượng trên đủ để lưu tới 1.000 bài hát. Tuy nhiên thì cái tên của sản phẩm lại có nguồn gốc khá thú vị, khi nó không bắt nguồn từ một đội ngũ quảng cáo chuyên nghiệp mà lại từ một ý tưởng của một tác giả tự do, lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng "When the pot pays door, how" trong bộ phim A Space Odyssey năm 2001. Bên cạnh đó thì chiếc iPod đầu tiên này chỉ tương thích với hệ điều hành Mac. Những biến thể iPod khác kể từ sau chiếc iPod đầu tiên đã giúp cho Apple len lỏi được vào rất nhiều phân khúc, nhiều mức giá khác nhau, và tất cả đều chinh phục được người dùng ở thiết kế đơn giản, sang trọng, đậm chất Apple, kể cả khi nó thiếu nhiều yếu tố quan trọng đi chăng nữa. Ví dụ như là iPod Shuffle không có màn hình này, iPod Video thì được thiết kế để xem phim nhưng màn hình của nó thì lại quá nhỏ, vân vân. Khoảng thời gian 5 năm kể từ khi chiếc iPod đầu tiên ra mắt chính là thời điểm thăng hoa nhất của Apple trên thị trường máy nghe nhạc chuyên dụng, khi công ty liên tục ra mắt các phiên bản mới cùng nhiều cải tiến đáng giá qua từng năm cho dòng máy nghe nhạc của họ và được thị trường đón nhận một cách nồng nhiệt, như là tăng gấp đôi dung lượng qua mỗi năm, đỉnh điểm là dung lượng lên đến 160GB trên mẫu iPod Classic năm 2007. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ một công ty vô danh trên thị trường thiết bị chơi nhạc thì Apple đã đánh văng hầu hết các đối thủ sừng sỏ nhất của mình như là Sony và nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng các thương hiệu máy nghe nhạc phổ biến nhất với gần 100 triệu máy được bán ra tính đến thời điểm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Cho đến thời đại của iPhone thì Apple cũng đã bắt đầu thay đổi khá nhiều về diện mạo cho những chiếc iPod của họ, cũng như là mang đến nhiều cải tiến mới để thích nghi hơn với thời đại smartphone 2.0, như là màn hình cảm ứng này, vỏ kim loại hay là độ mỏng tiếp tục được cải thiện, vân vân. Nhưng có lẽ chính sự thay đổi này đã bắt đầu đánh dấu cho sự thoái trào của iPod nói riêng và máy nghe nhạc nói chung. Sự có mặt của iPhone và iPad với nhiều chức năng hơn cùng khả năng nghe nhạc tương tự đã khiến cho càng ngày càng ít người dùng có lý do để sở hữu một chiếc iPod. Sự sụt giảm cao nhất của iPod được ghi nhận là lên tới gần 50%, và chính từ lúc này thì công ty đã bắt đầu phải cắt giảm dây chuyền sản xuất iPod để tập trung vào các dòng thiết bị đem lại lợi nhuận cùng thị phần cao hơn cho họ.
Bên cạnh đó thì việc dồn lực phát triển vào iPhone và iPad lẫn nhu cầu thấp từ thị trường đã khiến cho Apple ít còn tập trung vào nâng cấp cho iPod, khi mà chiếc iPod mạnh mẽ nhất của họ là iPod Touch vẫn là một thiết bị đã 2 năm tuổi rồi, và lần cập nhật cách đây vài ngày chỉ đơn thuần là tăng dung lượng cho thiết bị này mà thôi. Khi nhìn lại những gì mà những chiếc iPod đã làm được thì có thể thấy với iPod, Apple đã đem đến không chỉ một mà là hai cuộc cách mạng giúp thay đổi hoàn toàn thói quen của người dùng. Thiết kế thời trang của sản phẩm đã khiến nhiều hãng sản xuất bắt đầu tập trung hơn cho việc chế tác, không còn chuyện nhét nút vào mồm người dùng như trước. Bên cạnh đó thì iTunes, kho nhạc số đi kèm iPod cũng đã thay đổi hoàn toàn cách mà người ta mua một bản nhạc, thay vì phải mua đĩa về rồi bật lên để nghe, hay phải chuyển đổi qua một hệ thống phức tạp để thành dữ liệu kỹ thuật số một cách rất phiền phức, cũng như là thiếu đi tính bảo hiểm, thì chỉ với iTunes, người dùng đã có tất cả. Dịch vụ nhạc số này đã ngay lập tức được thị trường công nhận khi giúp Apple trở thành một nhà cung cấp nhạc số hàng đầu hiện nay, với hàng chục triệu bài hát, hàng chục tỷ lượt tải về chỉ sau hơn một thập kỷ có mặt. Nói tóm lại thì iPod đang chết dần từng ngày, đó là điều mà không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng vấn đề là cái chết của nó không phải đến từ một chiến lược sai lầm, mà rất đơn giản, nó đã hoàn thành được sứ mệnh của bản thân. Và bây giờ sẽ là lúc thích hợp để những sản phẩm cách mạng khác thay thế nó. Trong suốt gần 2 thập kỷ phát triển thì công trạng của iPod đối với Apple là hoàn toàn đáng để ghi nhận, khi chính những chiếc máy nghe nhạc nhỏ nhắn này đã giúp thay đổi hoàn toàn thói quen của người tiêu dùng về cách nghe nhạc thực thụ là như thế nào, cũng như là làm tiền đề quan trọng để giúp cho Apple thiết lập nên mối quan hệ trung thành với hàng triệu khách hàng, những người vẫn say mê trong hệ sinh thái của Apple cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn iPod, người hùng đã có công khai phá hoàn toàn tiềm năng của những chiếc máy nghe nhạc. Và vừa rồi là chúng ta đã cùng nhìn lại một chút về iPod. Mình cũng không có nhiều điều để nói, bản thân mình cũng là một con nghiện iPod. Mình từng sở hữu rất nhiều mẫu iPod, thật ra là toàn mua đồ cũ ở trên chợ rời thôi, nhưng mà nó luôn đem lại cho mình một cái cảm giác gì đó thời thượng, kể cả khi mình dùng một mẫu iPod cũ đi chăng nữa thì nó vẫn rất thời trang và rất nhỏ gọn. Tất nhiên là về chất lượng âm thanh của iPod thì rõ ràng không thể nào so sánh được với những hãng chuyên về các thiết bị âm thanh. Nhưng nói về tính thói quen mà nó mang lại, những trải nghiệm mà nó mang lại thì thực sự tuyệt vời. Còn các bạn nghĩ sao về những chiếc iPod? Và liệu rằng việc Apple chấm dứt vòng đời của những sản phẩm này có là đúng hay không? Hãy chia sẻ bình luận của mọi người vào bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số Tech Bách tiếp theo.